Thưa sư phụ, có nghe đồng tu nói sư phụ thích bài Quế. Thì bài đầu tiên, và sau đó con cũng làm luôn bài Tình Bắc Dương Nam. Ba thầy Tân đủ nghề hết vậy, biết đánh thiệt không đây hay là vặn video trọng vậy? Dạ chắc vậy đó. Ai à, đúng là nghệ sĩ đa tài ha. Hay quá, giỏi thiệt. I didn't know you could even play music. You're so talented. Wow. Hèn chi bà xã mê quá trời hả? Accompany him because he makes so fast so I cannot do it. Cái bài này đâu có hát mà chạy kiểu ăn cướp vậy?